Tân hoa hậu thích diện đồ ý họa tiết, gam màu trung tính, hướng đến nét đơn giản, thanh lịch. Người đẹp Bến Tre sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, khỏe khoắn. Ở đời thường, hoa hậu có phong cách mặc đơn giản, hướng đến nét thanh lịch thành thị. Cô chuộp những bộ đồ khoe được lợi thế vòng eo săn chắc, ôm dáng gọn gàng. Cô thường mặc cờ rốp tốp và quần kẻ cạp cao. Tủ đồ của Phương Khánh đa số là trang phục đơn sắc, chủ yếu mang tông đen, trắng, xám. Cô sưu tập giày sneaker và những đôi cao gót đơn giản dễ dàng phối với nhiều kiểu váy áo. Hoa hậu theo đuổi phong cách men sở về đúp e qua bộ xịt hồng bắt tờ, giày hồng nu và nhấn bằng túi sách đỏ. Áo thông, quần short phù hợp với người yêu thích sự năng động. Trên trang cá nhân, Phương Khánh xây dựng hình ảnh ăn mặc kín đáo. Cô thường xuất hiện với quần dài, áo sơ mi, áo thông. Váy liền thân tối giản cô hay đeo kính mắt để tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục, với nhiều loại, kính vòng tròn, kính mắt mèo, kính tí hon, kính vọng vuông cổ điển người đẹp Bến Tre kết hợp áo 2 dây và chân váy hoa khi dạo phố. Phong cách boho chít áo khoác kimono, crop top, quần short denim và mũ fedora. Phương Khánh theo đuổi mốt váy vintage thắt nơ trước ngực gây sốt trong năm nay. Váy tay loe hạ eo đơn sắc theo cảm hứng những năm 1970. Người đẹp Bến Tre có vóc dáng cân đối, khỏe khoắn với chiều cao 1m72. Nặng 51 cân, số đo 90-58-94 cm. Trong quá trình dự thi Miss Earth, cô thường chọn những trang phục có thiết kế xuyên thấu, ôm sát giúp tôn đường cong. Cô diện váy vàng cắt xẻ, ôm thân khi tham dự phần thi trang phục dạ hội và giành huy chương vàng. Khi đi học tại Singapore, Phương Khánh cố gắng tự nấu ăn để kiểm soát thức ăn và duy trì bữa ăn khoa học, lành mạnh. Cô ăn nhiều vào buổi sáng nhưng bỏ bữa tối. Chế độ ăn của Phương Khánh nghiêng về rau xanh, khoai lang, thịt bò, ức gà và hạn chế tinh bột, đồ ngọt. Mỗi tuần, cô tập 4 buổi với tạ, 3 buổi cardio. Khi không có thời gian tập luyện, cô chọn đi bộ tới trường để tập thể dục. Người đẹp tập luyện từ nhỏ nên giữ được vòng eo 56 cm. Tuy nhiên, trước cuộc thi, cô phải tập tăng cơ để đẩy vòng eo lên 58 cm, giúp thân hình cân đối hơn.